là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu, là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau sẽ
dịu dàng, mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Vậy không anh na na
bên trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé, dù chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió, dù nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không anh? Chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Nè anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoát đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin đưa tặng hai mẹ con dâu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Cho họ nhà trai trước hết xin những lời chúc mừng đến đại diện họ nhà gái và toàn họ nhà gái. Thứ hai xin là chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân tình và chân thành và vui vẻ trong cái bữa lễ ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu là tôi là bố Thắng, là mẹ cháu ngồi đứng ở đây. Còn đây là cậu ruột của Thắng và cô ở bên này. Đây là anh rể của Thắng và chị gái ngồi bên kia. Còn đây là ba đôi cùng cưa cung kinh giật với tôi. Còn ba cái bà đi ngồi bên kia. Như thế là bọn tôi đã làm có 6 đôi, 12 người đến đại diện cho họ nhà trai hôm nay. Cậu, anh vợ, đây là em rớ. Đây là em rớ, đây là mới thứ 3, đây là mới thứ 4. Cậu kia là cái vợ. Em rớ, đây là em ruột. Tôi
tôi là mẹ của cháu Thắng, đây là em dâu, đây con gái, đây là ba người bạn của công ty bố cháu. Rồi hai hạ trong chào vỗ tay luôn ạ. Đồng nhiệt của mình đã có mặt trong buổi tiệc chúc mừng cho ngày vui vui hôm nay. Và ngay bây giờ, tất cả quý vị, cô khách cũng như tất cả cô chú cũng như tất cả các anh chị chúng ta đã có mặt tương đối đông đủ cho buổi tiệc chúc mừng cho ngày vui vui hôm nay.
thì tôi được phép của gia đình cũng như ban tổ chức chúng tôi. Vâng, và ngay lúc bây giờ tôi xin thay mặt gia đình cũng như ban tổ chức chúng tôi xin tuyên bố buổi tiệc chúc mừng cho ngày vui của cô dâu Hồng Diễm và chú rể Tóc Thắng. Xin được phép bắt đầu. Xin mời quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật là đồng nhiệt lên nào. Đó là chú rể Tóc Thắng và cô dâu Hồng Diễm. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ tay trong tay tiến lên bên trên sân khấu tình yêu của hai bạn trong ngày vui hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu của hai bạn hôm nay. Kính thưa tất cả các quý vị, cao xăng quyển với chào vàng, hôm nay thiếp đã có chàng sánh đôi. Hôm nay Tóc Thắng Hồng Diễm đang tay trong tay tiến lên trên sân khấu tình yêu của hai bạn với gương mặt rất là rạng ngời trong ngày hạnh phúc của hai bạn trong ngày vui hôm nay. Cô dâu đã hiện diện bên trên sân khấu tình yêu hôm nay. Xin mời tất cả quý vị hãy chào đón chú rể và cô dâu bằng một tràng vỗ tay thật to. Xin cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tất cả các chị chúng ta rất là nhiều. Và ngay lúc giờ tất cả quý vị quan khách chúng ta đang hướng mắt về sân khấu, đang chứng kiến hai gương mặt rất rạng ngời, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc đã có mặt bên trên sân khấu tình yêu của hai bạn hôm nay để cùng nhau chào đón tất cả quý vị quan khách cũng như tất cả các chị chúng ta sẽ có mặt trong buổi tiệc chúc mừng cho ngày vui của hai bạn. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay là ngày vui của hai bạn. Tất cả các quý vị, được sự nhiệm của tất cả quý vị là niềm hạnh phúc rất lớn dành cho chú rể Tóc Thắng và cô dâu Hồng Diễm. Và để đáp lại tấm chân tình đó, tôi xin thay mặt cho tất cả quý vị xin mời chú rể và cô dâu, xin mời hai bạn của chúng ta sẽ cùng nhau cúi đầu chào đón tất cả quý vị quan khách đang có mặt trong ngày vui của hai bạn hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu, xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt lên nào. Vui của gia đình chúng tôi, được sự nhiệm của tất cả quý vị quan khách là niềm vinh hạnh dành cho hai gia đình. Tôi xin thay mặt cho tất cả quý vị xin mời đại diện của chủ hôm nay là đôi song thân của cô dâu Hồng Diễm. Xin mời ông Lê Thanh Vân và bà Bùi Thị Hương là đôi